Phái đoàn của Nga đến Istanbul đàm phán với Ukraine. Tin từ Belgrade, Serbia cho biết ngoài trưởng nga Sergei Lavrov, các người chính phủ Serbia từ chối đề nghị áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì hành động gây hấn của họ tại Ukraine. Đồng thời nói đồng minh bao đã có sự lựa chọn rất thông minh. Thưa quý vị, mặc dù Serbia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trong việc lên án nga xâm lược Ukraine, thế nhưng Belgrade lại từ chối việc tham gia cùng với Hoa Kỳ và Liên Âu áp đặt những biện pháp trừng phạt lên Moscow. Mặc dù chính thức tìm kiếm tư cách thành viên của Liên minh Âu Châu, Serbia vẫn đang duy trì những mối liên lạc chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Nội dung thỏa thuận mới nhất của Ukraine và Nga có thể gồm việc Ukraine tuyên bố trung lập để bảo đảm hòa bình. Nga gần ngay chiến dịch tiêu diệt lực lượng Ukraine ở phía đông, cho phép những người sống sót sau thảm họa Holocaust được di tản từ Ukraine đến Đức. Trong khi đó, tin từ Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, thì chiếc máy bay chở thành viên phái đoàn thương thuyết Nga đã hạ cánh xuống Istanbul, tham dự cuộc đàm phán với những nhà thương thuyết Ukraine với mục đích chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài cả tháng qua. Cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai bên theo hoạch định diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine có thể tuyên bố trung lập chấp nhận thỏa hiệp tại những khu vực tranh chấp ở phía đông, bảo đảm nền hòa bình không chậm trễ. Ông nói chỉ có cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông Putin mới có thể kết thúc chiến tranh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nói Tổng thống Nga và Putin có thể gặp nhau, nhưng chỉ sau khi thỏa thuận các yếu tố quan trọng được thực hiện mà thôi.